Trăng khuyết. Chương 1. Dựng cái xe đạp vào cánh cổng sắt cao chót vót với những cột nhọn như chông vút lên trời. Nhã Ca nhấn chuông và chờ. Không phải đợi lâu, cô đã nghe tiếng khóa mở và cánh cổng màu đồng sang trọng hé ra. Bà Tư Hường nhìn Nhã Ca giọng ái ngại. Ông vẫn chưa về, hay là cháu vào sân mà chờ? Nhã Ca lắc đầu trong thất vọng. Dạ thôi ạ. Bà Hường nói, nãy giờ dì có lén gọi vào số di động của ông nhưng mà không có được, chắc ông tắt máy rồi. Thôi vào trong đi, có ngại thì xuống bếp với dì. Nhã Ca từ chối. Cháu cảm ơn dì Tư, cháu đi vòng vòng rồi sẽ trở lại. Nhờ dì nói hộ là có cháu tìm nếu mà ông ấy về. Được rồi, dì sẽ nói hộ. Nhã Ca đứng tần ngần bên xe đạp, đã 9 giờ rồi, còn đạp xe đi đâu nữa. Khi suốt mấy tiếng đồng hồ qua, cô đã lòng vòng khắp phố đến mức rã cả hai chân, còn bụng thì sôi sùng sục vì đói. Thôi thì cứ chờ trước nhà vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, nhất định bữa nay Nhã Ca cũng phải gặp bằng được ông ấy. Nếu không chuyện học hành của cô coi như là hỏng to. Dắt chiếc xe đạp qua một bên, Nhã Ca tựa lưng vào tường và chờ. Con đường này toàn là biệt thự nên buổi tối khá vắng vẻ. Ca đứng trong tâm trạng bất an, lo lắng khi thỉnh thoảng có vài chiếc xe gắn máy tấp vào lề, nhìn cô rồi buông những lời hết sức sống sượng. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay lên dây cót cổ lỗ của Liên Xô, Nhã Ca thấy đã 10 giờ, mệt mỏi chán chường, cô ngồi xổm xuống đất, hai tay bó gối chưa đỡ lạnh vì sương đêm mà không biết mình còn phải chờ đến bao lâu nữa. Ngay lúc đó, có ánh đèn xe chiếu ngay chỗ Ca đang ngồi, cô nheo mắt vì chói. Nhưng vẫn cố nhìn xem là ai rồi thất vọng. Ba chiếc xe phân khối lớn thắng kích lại ngay cổng, rồi tiếng nhấn còi xe in ỏi thay cho tiếng chuông gọi cửa của những người ngồi trên xe, khiến Nhã Ca bất chợt quay đi. Cô không muốn ai nhận ra mình, nhưng mà đã trễ rồi. Ca nghe giọng con gái vang lên. Trời ơi, bữa nay chị ta ra tận nhà mình để tiếp thị nữa à? Đúng là kinh khủng, phải gọi dì Tư ra đuổi đi mới được. Từng hồi còi xe lại vang lên chát chúa lẫn với tiếng gọi của bà Tư Hường, khiến Nhã Ca vừa tức vừa rối rắm. Cô không muốn dây vào những người này chút nào, nhưng cô cũng không thể bỏ đi nếu chưa đạt được mục đích. Cổng mở, ba chiếc xe lần lượt phóng vào. Nhã Ca nhẹ nhõm vì biết bà Tư Hường nếu có ra theo lệnh của chủ cũng chả đuổi cô làm gì. Yên tâm với suy nghĩ đó, Nhã Ca tiếp tục ngồi xuống để chờ. Cô chợt nghe tiếng bước chân rất nhẹ, rồi một đôi giày đàn ông bóng loáng xuất hiện trước mặt cô. Nhã Ca ngẩng đầu lên, cô chưa kịp có phản ứng gì, người vừa xuất hiện đã hỏi bằng giọng trống không. Sao lại ngồi ở đây? Im lặng mất mấy giây, Ca mới trả lời bằng giọng trống không. Vì không muốn làm phiền những ai không liên quan. Người thanh niên bật cười. Tiếc là chúng ta có liên quan với nhau, bởi vậy em vào nhà đi. Nhã Ca biểu môi. Vừa rồi tôi nghe rất rõ những lời của chị Trúc Quỳnh. Anh không phải giả vờ tốt bụng đâu anh Quân. Anh chả cần phải giả vờ, nhưng rõ ràng em ngồi trước cổng nhà như vậy thật là không tiện chút nào. Nhã Ca lạnh lùng. Nếu vậy tôi sẽ sang bên kia đường đứng, gặp ông ấy xong tôi sẽ đi ngay. Dứt lời, Ca dắt chiếc xe đạp đi, nhưng Quân đã giữ tay cầm xe lại. Tối nay có lẽ ông ấy sẽ không về đâu. Ca thẳng thốt. Sao anh biết? Anh ta nói, ông ấy đi Vũng Tàu hồi chiều, ngày mốt mới về. Nhã Ca kêu lên, thật hả? Nhìn cô, Quân gật đầu. Thật, mà em cần gặp ông ấy có chuyện gì? Nhã Ca cắn môi, cô không muốn nói lý do với Quân, nên bảo, nếu thế thì tôi về vậy. Quân vẫn giữ tay cầm xe đạp. Anh có thể giúp gì cho em không? Nhã Ca mệt mỏi. Cảm ơn, không có gì đâu. Quân nói thật nhanh. Em đang cần tiền có phải không? Nhã Ca im lặng. Dĩ nhiên là thế rồi. Nếu không cô đâu cần tới đây chầu trực. Giọng Quân ân cần. Bao nhiêu? Em cứ nói. Nhã Ca nghe máu nóng bừng bên mặt. Cô nhớ những lời bà Trúc Phương mắng mình trước đây mà không sao mở miệng. Quân mỉm cười. Anh biết kẹt lắm em mới đến đây. Đã thế thì đừng ngại. Quyền Quynh cũng có thể thế phụ được vậy. Vén những sợi tóc mai lòa xòa trước trán sang một bên, Nhã Ca nhìn Quân thật kỹ, nhưng muốn đánh giá xem những lời anh vừa nói được bao nhiêu phần trăm là thật. Quyền Quynh thế phụ,
Cả hai thứ tình cảm của cha và anh từ hồi lọt lòng mẹ đến giờ, Nhã Ca chưa bao giờ được hưởng. Ấy vậy mà Quân lại muốn quyền huynh thế phụ với cô. Nghe cảm động đó, nhưng cái sự cảm động ấy thoáng qua chưa tới một giây, Nhã Ca đã lạnh lùng băng giá trở lại. Cô lầm lì: "Tôi chưa bao giờ có cha cũng như có anh, thua nha." Gạt mạnh tay Quân ra, cô đạp pedal chiếc xe đạp cũ kỹ, loạng choạng một chút mới chịu lăn bánh. Nhưng chưa lăn được mấy vòng, Quân đã chặn nó lại, khiến Nhã Ca phải chống chân xuống đất. Mắt lồng lên, giọng gay gắt anh gằn: "Đừng có hỗn nhá nhóc, anh đây sẵn sàng cho ăn cái bọc tai đấy. Nếu chưa nói ra lý do để tới đây thì chưa về được đâu." Nhã Ca nhìn sững vào mặt Quân và nhận ra anh không hăm dọa xuông. Bỗng dưng bao nhiêu ngang ngạnh gai góc trong cô xịu xuống như bông gòn mắc mưa. Cô chỉ muốn khóc mà thôi. Quân vỗ về: "Nào, nói đi chứ, xem anh có giúp được không." Giọng nghẹn lại, Ca nói một hơi: "Ngày mai là ngày hạn chót nộp học phí, nếu không có xem như là khỏi thi." Quân nhíu mày: "Bao nhiêu?" Nhã Ca ngập ngừng: "4 triệu Quân gõ gõ vào trán: "Chờ anh nhé." Quay lưng đi chừng dăm ba bước, Quân quay lại dặn: "Không được đi đâu đó." Nhã Ca thở hắt ra nhẹ nhõm. Thế là cái khối lo âu nặng nề mà cô mang trên lưng cả tháng nay sắp được giải quyết. Ôi cha, mừng quá, mừng quá. Nhã Ca chỉ muốn nhảy nhõm lên, nhưng cô đã kịp kiềm chế nỗi vui khi đối diện với cánh cổng cao ngất của ngôi nhà cô đang đứng. Đó là ngôi nhà Ca từng thề là không bao giờ bước chân vào. Lời thề ấy cô vẫn còn nhớ. Thế nhưng cô sắp nhận tiền của người trong nhà này, người không phải là ông ta, liệu có nên hay không? Một ngày chỉ vỏn vẹn 24 tiếng đồng hồ, giờ này đã là 22:30. Cô không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Nếu không nhận tiền, cô sẽ bị cấm thi vào ngày mai. Lý do này cô đã nói với Quân rồi, nó hết sức chính đáng và cô chả gì phải mặc cảm hay là xấu hổ hết. Cánh cổng sắt hé mở, Quân hấp tấp bước ra, đưa cho Ca một bao thư. Anh nói: "5 triệu em cầm lấy đi." "Em chỉ cần đúng 4 triệu thôi." Quân nhìn Ca: "Đừng câu nệ như thế, em cầm thêm 1 triệu để mua sắm cho mình. Anh nghĩ là em không nên từ chối." "Thôi vậy đi, khuya lắm rồi, hay là để anh đưa em về vậy?" Nhã Ca vội lắc đầu: "Không cần đâu." Ngập ngừng một chút, cô hạ giọng: "Rồi em sẽ gửi trả cho anh." Quân mỉm cười: "Bao giờ em trả nhất định, anh tính lời, nên em cứ thư thả để anh có nhiều lời chứ." Nhã Ca chớp mi: "Em cảm ơn, chào anh." Quân nói với theo: "Trong phong bì có số di động của anh, nếu cần gì em cứ gọi cho anh." Nhã Ca đạp xe đi, cô vờ như không nghe Quân nói gì. Cô không muốn phải gọi điện cho bất cứ ai trong ngôi nhà đó. Đây là lần cuối cùng cô đến đây trong bộ dạng ăn mày. Cuộc đời có lúc này lúc khác. Nhã Ca tin những ngày đen tối của cô đã qua. Dù hiện giờ cô đang y ạch đạp xe trên con đường gập ghềnh dẫn về những khu nhà trọ tồi tàn và rách nát. Chương 2. Thanh Du thấy tờ phụ trang quảng cáo của báo Phụ Nữ về phía Nhã Ca: "Chỗ cần người bán hàng trong siêu thị này được đó, mày đọc thử xem." Cầm tờ báo, Nhã Ca lẩm nhẩm: "Cần ngoại hình bằng B Anh Văn hay là Khoa Văn, làm việc theo ca, lương khởi điểm..." "Được thì có được, nhưng mà tao không hy vọng, vì mình không quen biết, trong khi kẻ tìm việc như mình thì nhiều, ói ra đó, dễ gì lọt vào mắt xanh của người tuyển dụng." "Ai bảo thế, muốn có tiền thì cứ liều mạng tới xin việc, biết đâu chừng mày lại hợp nhãn thằng cha nhận người. Tao định tới đó nộp đơn, mày cũng nên thử thời vận một chuyến." Nhã Ca lưỡng lự rồi nói: "Ừ, được thôi, nếu gặp mai biết đâu chó sẽ ngáp phải ruồi, còn gặp xui ít ra mình cũng rút được kinh nghiệm." Thanh Du hầm hở lấy trong hộp bàn ra 2 bộ hồ sơ xin việc. "Điền vào đây cái đã." "Ở đâu mày có sẵn vậy?" "Mua chứ ở đâu, nhanh nhanh đi chị hai, việc làm là hàng hiếm, vô số người săn lùng, nó không ngồi một chỗ chờ mày đâu, hôm nay bữa chót họ sẽ phỏng vấn luôn đó." Hai đứa hì hục điền tên tuổi vào bộ hồ sơ xin việc. Thanh Du lên giọng: "Phải trang điểm cho dễ nhìn nữa, nếu cần đá lông nheo cứ đá thoải mái, miễn sao được việc thì thôi, ok?" Nhã Ca nhăn mặt: "Tao không diễn trò đó được đâu, mày đừng có xúi dại." Thanh Du cãi: "Không phải là xúi dại, đó chỉ là mánh khóe nhỏ thôi, là cách sử dụng vũ khí trời cho, phải tập mặt dày mày dặn mới vào được đợi chứ mày." Để bà mớ son môi viết chì kẻ mắt, má hồng lại rẽ tiền xuống bàn.
Thanh Du hất hàm. Trang điểm đi thím hai. Giả ca lấy hết món này tới món kia lên ngắm nghía, rồi thở dài. Vụ này tao dốc đặt, thôi thì cha mẹ sinh sao cứ để vậy. Thanh Du sừng sộ. Mày sửa soạn cho đẹp thì có chết ai đâu chứ. Giả ca chép miệng. Tha cho tao đi mày. Thanh Du nhún vai. Tao không có ý kiến nữa, tùy mày thôi. Riêng tao phải mắt nâu môi trầm thì mới tự tin được. Con gái thời đại bây giờ phải biết son phấn thời trang mới gây chú ý ở người khác. Giả ca lặng lẽ thay quần áo. Cô không đụng tới ba mớ son phấn của nhỏ Du, trong khi con bé mãi mê tô tô đánh đánh. Tội nghiệp, con bé càng đánh phấn càng đen mốc ra. Giả ca đành lên tiếng. Vừa vừa thôi, mày làm quá trông có như đào hát á. Thanh Du giận dỗi. Tao không được như mày nên mới phải làm đẹp nè, vậy mà lại bị chê. Giả ca dịu giọng. Bồi bớt phấn đi. Du nghe lời, con bé lại tô tô vẽ vẽ một hồi. Hai đứa mới đạp xe tới nơi nhận hồ sơ tuyển người. Rất xông xáo, Thanh Du cầm hồ sơ, hăng hái bước vào một căn phòng có nhiều người ngồi chờ. Đi thẳng tới bàn nhận hồ sơ, con bé nộp xong và hỏi. Chừng nào mới phỏng vấn vậy hả chị? Cô gái mặc đồng phục ngồi bàn nhìn Du, mặt nghiêm nghị đến mức lạnh lùng vô cảm. Chờ đi. Thanh Du nhún vai. Cô bước tới kéo Nhã Ca xuống băng ghế sắt vách, rồi lẩm nhẩm đếm số người trong phòng. Tất cả 22 người, không biết họ tuyển bao nhiêu đây nữa. Nhã Ca chợt bồn chồn. Cô cũng như Thanh Du đang cần một chỗ làm thêm để lấy tiền trang trải chi phí học tập năm cuối. Dù tiền học phí đã có, Nhã Ca vẫn còn phải cần tiền để làm bao nhiêu việc. Cô vái trời sao chỗ này nhận cô và nhỏ Thanh Du cho đỡ khổ. Đang bồn chồn lo lắng, Nhã Ca bỗng thấy Quân từ ngoài cửa bước vào. Cô vội quay mặt đi, khi ngoài anh ra còn có một cô gái khá đẹp lại ăn mặc sang trọng kế bên. Ra vẻ quyền hành kể cả, cô gái hỏi người nhận hồ sơ. Có bao nhiêu người đây thôi à? Dạ, 22 người tất cả. Chị cứ gọi theo thứ tự trước sau, còn hồ sơ chuyển vào đây cho tôi. Đẩy cửa phòng kế bên, Quân và cô gái bước vào mà không thấy Nhã Ca. Cô bỗng dưng thắc mắc về Quân. Anh ta có vai trò gì trong công ty này nhỉ? Từ xưa tới giờ, ca không quan tâm đến những người của ngôi nhà đó. Họ làm gì ca chả biết. Cô chỉ biết rằng họ giàu, rất giàu là đằng khác. Thanh Du huých nhẹ vào tay ca. Con mẹ vừa giàu, trông hắt xì dầu quá. Tao nghĩ là chắc mình ao. Nhã Ca trấn an con nhỏ. Thì vào chỗ khác, mày cứ bình tĩnh tự tin cái đã. Nói là thế, nhưng trong lòng Nhã Ca cũng nghĩ như Thanh Du. Nếu công ty của gia đình Quân, chắc chắn anh ta sẽ không nhận cô, vì nhiều lý do mà ca không thể trách Quân được. Chắc Nhã Ca nên rút lui để tránh phải khó xử cho cả đôi bên. Dù sao với ca, Quân cũng tốt chứ không như Trúc Quỳnh. Cô ngập ngừng. Tao sẽ rút lui để mày bớt một đối thủ nha. Thanh Du quằn mặt. Điên, nếu coi mày là đối thủ, tao đã không rủ mày tới đây. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, Quân bước ra, mặt giáo giác tìm, khiến Nhã Ca cố cúi đầu cũng không thể giấu mặt đi đâu. Như một phản xạ, cô bật dậy bước vội ra ngoài vỉa hè. Quân hấp tấp bước theo. Anh chặn ca lại khi cô đã qua tới căn nhà kế bên. Em xin việc à? Nhã Ca gật đầu. Vâng, em không biết công ty này có liên quan đến anh, bây giờ em sẽ rút hồ sơ lại. Tại sao? Nhã Ca ngắn ngủn. Em không muốn. Quân nói. Vậy sợ phiền à? Không sao đâu, công ty này của bạn anh, nhất định họ sẽ nhận em. Thanh Du bước tới giọng ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Nhã Ca im lặng, một lát sau mới nói. Thanh Du là bạn em, nó rất cần việc làm, nếu được anh nên giúp nó. Quân chắc nịch. Dĩ nhiên là được. Dĩ nhiên là được. Hai đứa không cần qua phỏng vấn đâu, cứ vào ngồi chờ anh. Quân vừa quay lưng, Thanh Du đã hỏi ngay. Ai vậy? Nhã Ca ậm ừ. Người quen của dì tao. Thanh Du ngờ vực. Sao từ trước đến giờ tao không nghe mày nói nhỉ? Gặp người quen mà bỏ chạy như bị ma đuổi, làm tao mất hồn vía. Cứ tưởng mày bị đòi nợ đó. Rồi Thanh Du chép miệng. Có người quen bảnh thế kia mà lâu nay không biết để nhờ giả, đúng là uổng phí. Nhã Ca nhăn mặt. Làm ơn im giùm tao đi. Hai người trở vào ngồi và thấy người nào vào phỏng vấn xong cũng ra về với thông báo. Nếu được tuyển dụng sẽ có thư gửi về nhà. Thanh Du thì thầm. Nhắm lời của người quen mày có đáng tin không? Ông ta làm chức gì trong công ty vậy Nhã Ca? Ông trông đẹp trai và phong độ quá sức.
Nhã Ca hạ giọng. Trời ơi, nói nhiều quá, người ta nhìn mày kìa, đồ lắm chuyện. Chớp đôi mắt tô xanh đột chuối, đúng màu đen. Du thản nhiên. Người ta nhìn vì tao nổi nhất ở đây, chứ đâu phải vì tao lắm chuyện. Nhã Ca cáo lên. Nếu vậy tao hết ý kiến, mày đừng léo nhéo gì hết, tao không trả lời đâu. Đưa tay che miệng, Thanh Du tiếp tục. Tao sẽ không hỏi gì nữa, nếu mày trả lời xong những câu hỏi vừa rồi của tao. Nhã Ca chối biến. Tao không biết gì về ông ta hết. Cái tên tuổi sao? Nhã Ca cục ngủng. Tên là Minh Quân. Thì thào qua kẻ tay. Thanh Du vẫn không ngừng nói. Rõ ràng mày có điều bí mật muốn giấu tao, tại sao vậy? Ca hậm hực. Đã biết thế thì đừng hỏi nữa, đầu óc lo tập trung vào chuyện sinh nhật đi. Thanh Du chớp mắt. Anh Quân của mày đã bảo hai đứa không cần phải qua phỏng vấn cơ mà. Nhưng mà nếu ngồi chờ trong im lặng, chắc là tao chết quá à. Mày phải cho tao nói chứ. Nhã Ca lấy trong túi xách ra tờ báo. Đọc đi, khỏi nói. Thanh Du tỉm tỉm cười. Con bé lơ đễnh lướt mắt trên tờ báo, trong khi lòng Nhã Ca cứ rối bời, nhìn hết người này vào phỏng vấn tới kẻ nọ. Từ hôm nhận tiền của Quân tới nay, cô không hề gặp lại anh, cũng không hề biết tin gì về ông ta. Nhiều lúc đêm nằm ngẫm nghĩ, trong lòng Nhã Ca toàn lửa giận. Cô đã không có được một gia đình với cha mẹ anh chị ấm êm, hạnh phúc như bạn bè vẫn có. Là dân Sài Gòn chính cống, nhưng Ca phải ở nhà trọ để đi học như những sinh viên xa quê thứ thiệt. Cha mẹ không ai quan tâm lo lắng hay chăm sóc Nhã Ca. Lúc nhỏ cô sống với bà ngoại, từ khi ngoại mất tới giờ, Ca thành mồ côi. Dù ba mẹ cô, ai cũng còn sống và sống khá đàng hoàng, sung túc, nhưng họ không liên lạc với cô. Quân bước đến với nụ cười thật cởi mở. Ngày mai, hai đứa bắt đầu đi làm được chứ? Nhã Ca im lặng, còn Thanh Du ấp úng. Ngày mai hả? Dạ được. Quân nhìn Ca. Vậy thì ngày mai, em có vấn đề gì không? Nhã Ca nói. Dạ không, cảm ơn anh nhiều, giờ tụi em về. Quân nhỏ nhẹ. Anh muốn nói riêng với em đôi điều. Thanh Du mỉm cười. Để em ra bãi giữ xe trước, cảm ơn anh rất nhiều. Quân mở cửa phòng. Mời Ca vào đây. Ca lưỡng lự đôi chút rồi cũng bước vào. Cô gái đang ngồi trong phòng cười cười đầy ẩn ý liền bước ra. Quân kéo ghế cho Nhã Ca. Em ngồi đi. Cô hỏi ngay. Đây không phải là công ty của gia đình anh chứ? Không, người ta nhờ anh tuyển nhân viên và anh đã tuyển xong rồi. Hy vọng em không làm anh mang tiếng đã tuyển người thiếu năng lực. Dù công việc bán hàng rất đơn giản, nhưng nếu cố gắng, em vẫn có thể được cất nhắc vào những vị trí khác quan trọng hơn. Nhã Ca khách sáo. Em biết, cảm ơn anh đã chỉ bảo. Quân nhíu mày. Với anh, em không cần nói những lời có vẻ khách sáo như thế. Nhã Ca đang hai tay vào nhau. Nếu nói những lời thật thì em chả biết nói gì. Quân trầm giọng. Anh đâu có trách em, vì dù sao chúng ta vẫn là người lạ mà. Im lặng một chút, Quân nói tiếp. Lần đó anh kể với ông ấy về chuyện em phải chờ tới tận khuya chỉ vì tiền học phí. Ông ấy có vẻ rất rây rứt. Nhã Ca nhếch môi. Vâng, em hiểu cái sự rây rứt đó. Mà sao anh lại gọi ông ấy là ông ấy nhỉ? Quân hỏi gặn. Thế sao em gọi ông ấy là ông ấy? Vì em không thể gọi khác. Đâu có gì cấm em gọi khác đi. Cũng như anh, thích gọi ông ấy là ông ấy thì cứ gọi thôi. Nhã Ca gật gù. Có vẻ hơi ngông, hơi hổn. Sao em lại nghĩ vậy? Nhã Ca vênh mặt lên. Vì gia đình anh là gia đình gia giáo đạo đức, làm sao lại sản sinh ra một đứa con hỗn láo với cha được. Quân lắc đầu. Mồm mép nành nọc thế kia, thảo nào mà anh không mời em ở lại để nghe những lời như thế. Hôm trước ông ấy nhờ anh tìm cho ra chỗ em ở, anh đã cố nhưng không được. Giờ may mà gặp em, anh muốn truyền đạt lại ý của ông ấy. Nhã Ca ngạo nghễ. Em có thể đoán được ý đó. Chắc ông ấy định trợ cấp cho em mỗi tháng một số tiền, đặng không thấy rây rứt khi mà lâu lâu em phải tới trước cổng nhà chờ đợi, chậu chực để xin tiền chứ gì. Em sẽ không nhận trợ cấp đâu, dù em rất thiếu thốn. Quân chép miệng. Anh thừa biết em sẽ từ chối, nhưng ông ấy sẽ rất buồn. Nhã Ca nhếch môi. Người có trái tim mới biết buồn. Em quá đáng khi nói thế đó. Dù gì em cũng từng nhận tiền của ba mà. Đó là nợ em đòi, nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào cảm ơn, kiểu của người đang nhận bố thí. Em thích nhận tiền nợ hơn là tiền cho. Quân trừng mắt nhìn Nhã Ca giận dữ.
đủ lắm rồi, em về đi. Nhã Ca đứng lên. Em là như vậy đó, chào anh. Đóng cửa phòng lại, Ca bước ra đường. Nắng chói chang ụp xuống đầu, làm chói mắt không thấy Thanh Du đâu. Con bé phải gọi oai oái, Ca mới bước về phía nó với bộ dạng thẫn thờ, hết hơi và kiệt sức. Thanh Du ngạc nhiên. Mày làm sao mà nhớ mất hồn vậy? Nhã Ca gắt. Làm sao đâu, lúc nào mày cũng hỏi những câu vớ vẩn. Thanh Du vẫn không thôi. Anh chàng Quân khiến mày lờ đờ như cá mắc cạn thế này à? Không trả lời, Nhã Ca lên xe đạp đi. Lòng nặng nề một nỗi niềm riêng không người chia sẻ. Trước đây, mỗi lần châm chọc được một ai trong gia đình đó, Nhã Ca đều rất hả hê khoái chí. Song lần này thì không. Bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Trong gia đình ấy, người này cũng khác người kia. Lẽ ra Ca không nên đối xử với Quân như thế, vì anh là người tốt nhất trong bọn họ. Lần đầu tiên Nhã Ca tới nhà, lúc mọi người còn trố mắt nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, thì chính Quân đến bên cạnh ân cần, ấn cô ngồi xuống cái ghế salon bọc nhung màu rêu đá. Lúc đó cô học lớp 11, gầy nhom, ốm nhách như một cọng sậy khô. Cô bước vào ngôi nhà ấy với tất cả háo hức của trẻ con, với giấc mơ được có anh có chị của một đứa trẻ hãy còn ngơ ngác với đời. Nhưng thực tế không có giấc mơ nào cả. Tất cả diễn ra như một cuộc chiến không cân sức giữa Ca và bà ngoại, với một đại gia đình hùng hục giận dữ đang cố sức hợp sức lại, loại bỏ kẻ địch để bảo vệ gia phong truyền thống danh dự của một dòng họ có tên tuổi. Bỗng dưng, Nhã Ca nhếch môi, cô cố gạt ra khỏi tâm trí cái ký ức đau đớn ấy, nhưng thật khó khi nó đã ăn sâu vào xương tủy của cô rồi. Làm sao Nhã Ca quên cho được cái cảnh người đàn ông lẽ ra cô gọi là ba ấy khăng khăng chối bỏ đứa con rơi của mình. Chính nỗi ức hận quá lớn lao đấy đã khiến cho cô thề sẽ trả thù, sẽ đòi nợ. Thanh Du nghiêng người qua hỏi. Ê, ông Quân là người quen thế nào có gì mày? Tao không biết. Du biểu môi. Xí, xạo. Rõ ràng là khi thấy anh ta vào, mày đã quay lưng để giấu mặt. Ai ngờ ảnh đọc hồ sơ xin việc của mày, rồi thấy tên mày nên trở ra tìm. Mày ra tới ngoài đường, Quân vẫn chạy theo. Nếu chỉ quen sơ sơ, ai đâu nhiệt tình dữ vậy? Khai thiệt đi, mày và Quân quen nhau thế nào? Nhã Ca hết sức bực mình, cô chả lạ gì thái độ tò mò của Du. Nhưng cách trà hỏi cho bằng được của nó khiến cô phát cáo. Ca lầm lì. Mày không tin thì thôi, tao chả có gì phải khai hết. Nhã Ca nhấn mạnh bê đan, chiếc xe đạp của cô vọt lên, bỏ Thanh Du một đoạn khá xa. Hai đứa im lặng cho tới khi về nhà trọ. Mấy nhỏ bạn ở cùng cho Ca biết lúc nãy có dì Nhã Bình tới gửi tiền và thức ăn cho nó. Nhìn phong bì tiền, thùng mì gói, sữa hộp nằm trên bàn, Nhã Ca nhếch môi. Bắt đầu ngày mai, cô sẽ đi làm. Cô sẽ không nhận bất cứ món gì của dì Nhã Bình nữa. Cô cần ở dì Bình những thứ khác kìa. Nhưng cô biết cô không bao giờ có những thứ rất đổi bình thường đó. Chương 3. Gan loạn choạng bước ra khỏi nhà hàng. Người nặc nồng mùi rượu. Anh đã uống nhiều lắm rồi. Nhiều đến mức đã chết chìm trong rượu. Nhiều đến mức không còn biết mình muốn gì, làm gì nữa. Ngất ngưỡng, Gan đi dưới lòng đường. Mặc kệ những tài xế taxi gọi mời, những tay xe ôm kề kề níu kéo, anh vung tay xua họ ra hết. Đêm nay cũng như những đêm đã qua, càng muốn lang thang ngoài đường hay là sai đến chết đi ở một xó xỉnh nào đó, chứ không muốn về nhà. Ngôi nhà ấy với anh hiện giờ là địa ngục, mà có ai thích sai chân xuống địa ngục đâu. Bởi vậy càng cà lơ phất phơ như một kẻ cù bơ cù bất, không nơi nương tựa còn hơn. Chống tay vào gốc me ven đường, Can gập mình nôn nhưng chả được gì. Anh lại ngã nghiêng bước, mắt nhắm mắt mở thế nào. Can lại bước hụt chân từ trên lề xuống đường, mất thăng bằng, anh ngã ngang ngay đầu một chiếc xe đạp, khiến chiếc xe và cả anh cùng người điều khiển té lăn kềnh ra đất. Cô gái chạy xe đạp gượng đứng dậy được, nhưng anh thì không, nằm lăn ra đường, trông Can càng tồi tệ chưa từng thấy. Cô gái ngờ ngừ một thoáng rồi tới bên anh, nhìn gương mặt ẩn sau bộ râu rậm rì cả tuần không cạo của Can. Cô gái gọi. Chú ơi, chú có sao không? Can nhướng mày lờ đờ nhìn cô gái rồi nhắm lại y như chí phèo đang ăn vạ. Cô gái dậm chân khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người anh. Trời ơi, sao mà xui quá vậy Nhã Ca? Đúng là hôm nay Nhã Ca xui thật. Bán được một sim cạc thì lại thối lộn tiền, phải lấy tiền túi đắp vào.
giờ tới lúc về nhà con đụng phải một gã bợm rượu. Dựng xe lên, Nhã Ca định đi tiếp, nhưng cô lại ngần ngừ khi thấy gã chí phèo thời đại vẫn nằm ngay đơ dưới lòng đường. Càng nghe nói những người say rượu nằm phơi sương phơi gió dễ bị chết bất đắc kỳ tử lắm. Cô mà bỏ đi, lỡ thằng cha này chết thì sao? Bất giác Nhã Ca rùng mình lo sợ. Dựng chống xe, Nhã Ca tới bên can. Cô nín thở để không hít phải mùi rượu. Ca lay mạnh vai anh. Chú ơi, dậy đi chú, nằm đây coi chừng trúng gió đó. Can mở mắt, trước mặt anh là một gương mặt lạ, trẻ trung, với mái tóc dài dịu dàng, trông thật hiền lành, thanh khiết. Khác xa với các cô nàng trong các quán bia. Con bé ở đâu ra vậy nhỉ? Cố gắng càng gượng dậy theo tay đỡ của Nhã Ca. Đứng lên được rồi, nhưng anh vấp loạn choạng nghiêng sấp nghiêng ngửa và gần như đổ ập cả tấm thân to lớn như gấu của mình vào dáng dấp mảnh mai của cô gái, khiến Nhã Ca phải khó khăn lắm mới giữ cho cả hai không té. Dù rất gớm mùi rượu và gớm cả gã say đáng tởm này, Nhã Ca vẫn cố sức kéo Can vào lề đường, để anh dựa vào hàng rào một ngôi biệt thự. Nhã Ca thở phào nhẹ nhõm, cô chưa kịp quay lưng biến cho lẹ thì Can đã gặp người ối. Tài ác thay, anh ối nhanh đến mức Nhã Ca không tránh đi đâu được. Hứng trọn món chè của chó, Nhã Ca vừa la vừa nung thốc nôn tháo vì gớm. Cô bật khóc ngon lành vì tức vì tủi. Tiếng khóc tức tưởi của Ca dường như làm Can tỉnh táo đôi chút. Anh ngơ ngác nhìn Ca đang lấy khăn trong túi xách ra để chùi những thứ dơ bẩn dây trên quần áo, thậm chí trên cả tóc của cô. Nhã Ca gầm lên trong nước mắt. Đúng là khủng khiếp, phải chi giờ rồi tôi để mặc xác chú nằm dưới đất. Dứt lời, cô lại ọe lấy chai dầu gió kim ra. Ca bôi vào mũi, vào cổ của mình với hy vọng mùi dầu sẽ át bớt mùi ghê rợn trên. Nhưng dầu nóng rát cả mũi, cay khiến cô không mở nổi mắt. Song cái mùi đáng kinh tởm kia vẫn không hết. Can nhìn cô, giọng nhựa nhựa. Xin lỗi nha, thiệt là ngại. Hay em về nhà anh tắm rửa thay đồ. Đã cố tình va vào anh rồi, anh không để em thiệt thòi đâu. Nào, đi với anh cưng. Những lời của Can như đổ dầu vào lửa, nó khiến Nhã Ca càng bùng lên sự phẫn nộ. Cô đẩy mạnh Can ra khi anh sườn sả choàng vai cô. Đúng là làm ơn mắc oán. Hắn ta tưởng cô là gái giang hồ nên mới có giọng điệu khiến cô bị tổn thương đến thế. Đã vậy thì mặt sắc hắn, Nhã Ca cố nén sự kinh tởm xuống. Cô đi như chạy về chỗ dựng xe và cong lưng đạp xe trong nước mắt. Về tới nhà trọ, Nhã Ca lại òa lên khóc hu hu, khiến lũ bạn hết hồn hết vía. Thành Dù há hốc mồm nhìn bộ dạng quần áo của Ca, nó lắp ba lắp bắp. Mày bị trấn lột hay bị quấy rối vậy? Vẫn không thôi khóc, Nhã Ca kể chuyện xui xẻo của mình trước những đôi mắt tròn xoe của tụi bạn. Ngọc thì thẳng thốt. Nếu là tao, chắc tao xỉu tại chỗ rồi chứ không về được tới nhà như mày đâu, đúng là khủng khiếp. Ảnh Dương thực tế hơn. Đó là một kinh nghiệm, sau này lỡ xui, lũi vào thằng cha sai thì cũng chạy luôn, mặc kệ họ sống hay chết. Thành Dù dục. Mày á, đi tắm đi, không thôi mùi hèm thấm vào chân tơ kẻ tóc của mày đó. Hú hồn hú vía, dầu sao cũng còn mai là nguyên vẹn về tới nhà. Nhã Ca liếc Thanh Du vì miệng mồm độc địa của nó, nhưng cô chả còn hơi sức đâu để mắng con bé. Vào nhà tắm, Nhã Ca gội đầu tắm rửa thật kỹ mà vẫn nghe cái mùi quái quỷ hôi hám ấy. Ca hắt hơi liên tục mấy cái vì lạnh, nhưng dù lạnh cỡ nào cô cũng phải giặt cho sạch bộ quần áo vừa cởi ra. Trở về phòng trong bộ dạng co ro lập cập, Nhã Ca cảm động khi thấy Thanh Du đã pha sẵn cho cô một ly sữa cacao nóng hổi. Con bé nói, uống đi cho ấm, thật là khổ, 11 giờ đêm mà phải gội đầu nữa. Nhã Ca vừa chấm môi vừa thổi sữa bảo, 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng cũng phải gội, nếu không thà chết sướng hơn. Ánh Dương ngần ngừ, hay là nghỉ làm đi, mày cứ về khuya, không gặp ma cũng gặp quỷ à. Nhã Ca còn im lặng thì Thanh Du đã rú lên, tụi tao á đâu có nhiều tiền như mày với nhỏ Thùy đâu. Quê tao đang lụt lội mất mùa, bộ mày không biết sao. Ánh Dương xìu mặt, tao nói vậy vì lo cho tụi bay thôi, làm gì lên cơn dữ thế. Thành Dù biểu môi, lo bằng cái miệng, ai lo không được. Ánh Dương nổi cáo, từ giờ trở đi hồn ai nấy giữ nghe. Nhã Ca nhìn Thành Dù rồi nhìn Ánh Dương, tao xin tụi bay mà. Rồi cô bỏ ra ngoài, đến ngồi trên cái ghế đá nhỏ, lòng buồn bực hết sức.
gia đình Ánh Dương và Ngọc Thùy thuộc hạng khá giả, nên bọn chúng vô tư ăn học, vô tư xài tiền, chứ không cần tính toán chi ly như cô và Thanh Du. Bốn đứa ở chung một nhà trọ nhưng lại chia ra làm hai phe rõ rệt. Thanh Du tuy hay nói nhưng hay làm điều chân tình tốt bụng. Nhã Ca và nó là một phe, đó là phe nhà nghèo. Tuy một phe, song Thanh Du vẫn không biết nhiều về Ca. Cô có những bí mật riêng không thể thổ lộ cùng ai. Lẽ ra Thanh Du và Nhã Ca cùng làm một chỗ từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối, nhưng cô đã đổi chỗ này cho người khác vì cô ta ở xa quá. Giờ thì Nhã Ca phải gánh hậu quả của tật thương người này rồi. Thanh Du bước ra đứng giữa vách. Hồi nãy anh Quân, người quen của mày, có ghé quầy. Anh ấy hỏi thăm mày và tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết mày đứng quầy ở chỗ khác chứ không cùng sư thầy với tao, để mà còn đi về cho có chị có em nữa. Anh Quân cũng nghĩ xa cho mày đó chứ. Giờ mày đã thấm thía thân gái đường khuya chưa? Nhã Ca làm thinh rồi hỏi. Anh ta hỏi gì vậy tao? Du lững lờ. Nhiều lắm, ai mà nhớ hết. Nhưng mày trả lời thế nào, chắc mày phải nhớ chứ. Thanh Du gật đầu. Nói chung, anh Quân có vẻ quan tâm tới cuộc sống của mày. Ảnh cho tao số điện thoại với lời dặn là nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi cho ảnh. Cười cười, Thanh Du hạ giọng. Chắc chắn mày cũng có số của ổng. Đã có bao giờ gọi thử chưa? Tao thấy anh Quân là mẫu đàn ông vừa ga lăng vừa lịch sự. Mày mà cho qua là ổn lắm đó nha. Mặt đen lại, Nhã Ca gằn. Tao cấm mày nói bậy. Thanh Du lè lưỡi. Thì tao không nói nữa. À quên, mày biết ông Quân đi với ai không? Tao không quan tâm. Nên quan tâm đi. Ông Quân đi với giám đốc sư thị đó. Nhã Ca buộc miệng. Là ông hay bà? Ông, nhìn ớn lắm, mặt có lạnh như tiền. Nghe chị Bông chung ca với tao nói ông ta khó chịu lắm. Nhân viên lớ quớ là bị đuổi như chơi. Ông giám đốc là chỗ quen biết với anh Quân, mà anh Quân đỡ đầu tao với mày cũng đỡ khổ chứ sao. Nhã Ca lừ mắt. Ông Quân đỡ đầu tao với mày từ bao giờ? Sao tao không biết vậy kìa? Ờ thì có người quen, quen giám đốc là tốt rồi. Nhã Ca bỗng tò mò. Giám đốc già lắm hả? Đâu có, mà tao không biết nữa. Mặt mũi râu ria không à, khó đoán tuổi lắm. Nhã Ca rùng mình. Lại râu ria, thật đáng kinh tởm. Cái thằng cha say hồi nãy cũng râu ria thấy gớm. Tự nhiên tao thấy ghét những bộ râu và những bợm nhậu. Đúng là khi rượu vào thì tư cách sẽ cắp nón ra đi. Thằng cha xỉn nó sẽ như thế nào lúc tỉnh rượu nhỉ? Đêm nay chắc tao mất ngủ vì thứ rác rưởi đó quá. Thanh Du hớm hỉnh. Ghét của nào trời trao của ấy. Để rồi xem mày sẽ dơ phải dân vừa râu ria sòm soàn, vừa nhậu như hũ chìm. Nhã Ca gần cổ lên. Còn khuya. Dứt lời, cô hắt hơi liên tục mấy cái, khiến Thanh Du phải bật cười. Chắc thằng cha chiếc phèo đó nhắc mày quá à. Nhã Ca sụp sịch mũi. Làm ơn để tao quên chuyện xui xẻo ấy đi. Thanh Du khoát tay. Ok, không nhắc nữa. Đêm nay ráng ngủ ngon, sáng mai còn đi học sớm. Nhã Ca làm thinh, cha biết mình sẽ không ngủ ngon được dù có cố gắng cỡ nào. Trang uể oải bước xuống bếp. Anh nhìn ly cà phê đen nóng hổi trên bàn rồi hỏi. Hồi tối con về nhà lúc mấy giờ hả má Mười? Đang chiên trứng ốp la cho Can ăn sáng, bà Mười nhíu mày đáp. Gần 12 giờ thì phải. Ai đưa con về? Bà Mười nhún vai. Chả có ai hết mới ngộ. Hình như con cuốc bộ từ quán về thì phải. Can kêu lên. Đi bộ à? Bà Mười gật đầu. Sáng nay má nghe mấy tài xe ôm ở góc phố nói thế. Con đi bộ ngã nghiêng ngã ngửa, họ phải đỡ con mà. Chắc là do đo đường cũng nhiều nên quần áo toàn đất cát. Can bưng cà phê lên nhâm nhi và cố nhớ xem tối hôm qua anh đã về nhà bằng cách nào. Trong ký ức đen như hũ nút, Can chẳng hiểu sao mình cứ liên tưởng tới một cô gái không rõ mặt mũi nào đó. Anh thường uống rượu với bạn bè và không có đàn bà, dù đó là tiếp viên. Vậy tại sao lại nghĩ tới đàn bà nhỉ? Hôm qua Can uống một mình, anh đang rất buồn nên đã mượn rượu giải sầu. Giọng bà Mười vang lên ngắt ngang suy nghĩ của Can. Con tính về đây ở luôn à? Can gật đầu. Vâng, má thấy thế nào? Đây là nhà con mà, nhưng mà nhắm Thục Trinh có để con yên không? Can đanh mặt lại. Con chấp cô ta quậy. Bà Mười thở dài. Vậy thì má không có ý kiến. Hai đứa có còn 18 đôi mươi đâu mà cứ hết quà lại giận. Nếu có một đứa con, chắc mọi việc sẽ khác đi. Càng nhếch môi. Có thể là như vậy, nhưng con không dám thử.
Còn Thục Trinh lại rất sợ con nít. Cô ta không coi sanh đẻ là thiên chức của phụ nữ. Trái lại, Thục Trinh nghĩ rằng con cái là nợ nần. 30 chép miệng. Vậy thì số nó khổ vì vô hậu. Người ta nói cây độc không trái, cây độc không con. Ngoài 30 rồi mà không chịu có con, vài năm nữa khỏi đẻ. Lúc đó Thục Trinh đúng là gái độc không con. Càng im lặng, anh biết bà Mười rất ghét Thục Trinh, ghét ngay từ lần đầu anh đưa về nhà ra mắt. Ngược lại Trinh cũng chẳng ưa gì bà. Không những thế, cô còn lên giọng bà chủ khinh bỉ bà. Càng rất buồn, với anh, má Mười khác nào bà mẹ thứ hai. Bà nuôi nấng chăm sóc Càng từ thuở mới lọt lòng. Ấy vậy mà dưới mắt Thục Trinh, bà chẳng khác nào tôi tới trong nhà. Lúc đó, dù không vui, Càng cũng cho qua, vì anh yêu và tin với tình yêu của mình. Dần dà Trinh sẽ thay đổi cái tính tiểu thơ của mình. Cái tính tiểu thơ nhà giàu khinh người, ích kỷ. Càng rất tự mãn, anh nghĩ mình sẽ uốn nắn sửa đổi được những tật của Thục Trinh. Vì cô yêu anh, chắc chắn sẽ nghe lời anh. Tiếc rằng, thời kỳ êm ấm hạnh phúc tay trong tay, mắt trong mắt, bệnh rịnh không rời nhau nửa bước của hai người lại hơi ngắn. Chỉ được trên dưới 3 năm, thời gian còn lại là chịu đựng những trái khuấy của nhau. Đến bây giờ, không chịu đựng được hơn nữa thì mạnh ai nấy tìm cho mình phút riêng tư, riêng lẻ. Với Càng đó là những cuộc nhậu với bạn bè, với Thục Trinh là những cuộc dạo các siêu thị, các shop thời trang nổi tiếng trong thành phố, rồi những đợt trình diễn thời trang trên sân khấu của mình. Thục Trinh rất hãnh diện về nhan sắc của mình, dù chỉ đoạt giải Á hậu trong cuộc thi sắc đẹp ở khu vực Đông Nam Bộ thôi, nhưng Trinh luôn nghĩ mình là người đẹp nhất nước. Trước kia, Càng cũng tự hào về sắc đẹp của vợ, tự hào vì là chồng của Á hậu, của người mẫu. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Anh chỉ mong Trinh là một người bình thường, không tiếng tăm, dù đó là tiếng tăm có được do sự tự thổi phồng. Anh mong cô thật sự là một người vợ đảm đang, mong cô sanh cho anh một đứa con, bất kể là trai hay gái. Khổ nỗi Thục Trinh không muốn có con. Đây là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho Càng càng ngày càng bất bình vợ, nhưng không nói ra mà chỉ mượn rượu giải sầu. Chuông điện thoại reo, Càng nói nhanh. Nếu là Trinh, má cứ bảo con không có về đây. Bà Mười nhẹ nhàng. Nói như vậy thì phỏng có ích lợi gì đâu chứ. Thục Trinh sẽ làm trận làm thượng để hỏi cho ra xem đêm qua con ở đâu. Má không nói láo được. Càng chép miệng. Vậy thì tùy ý má, thích nói sao thì cứ nói. Bà Mười nhấc điện thoại rồi đưa cho anh. Má của con đó. Giọng bà Yến ngọt mà sắc. Con lại bỏ vợ một mình nữa à? Sao khổ vậy Càng? Anh ậm ừ. Tối qua con có hơi quá chén nên ngại về nhà. Đã biết vợ không thích thì đừng làm, nhậu chả tốt lành gì đâu. Càng thở dài. Buồn bực quá không nhậu không được. Đàn ông than buồn nghe khó lọt lỗ tai quá. Chúng mày không hợp thì bỏ nhau cho rồi. Chả lẽ mày sợ không cưới được vợ khác? Tao sẽ tìm cho mày một đứa không phải á hậu nhưng cũng thuộc hàng đẹp. Càng nhăn nhó. Thôi mẹ ơi, Thục Trinh mà nghe được thì phiền lắm. Bà Yến cười nhẹ. Sợ vợ thì lo về với nó đi. Càng lảng xoan chuyện khác. Mẹ gọi điện cho con, chỉ nói bao nhiêu đó thôi sao? Không, mẹ định cho con biết tháng sau mẹ sẽ về Việt Nam. Mùa này bên đây bắt đầu lạnh, sắp có tuyết rơi, mẹ chịu không nổi. Chứng viêm khớp sẽ hành hạ mẹ chết mất. Càng nói. Mẹ về thì con rất là hoan nghênh. Nhưng mà xin mẹ dẹp hộ con ý tưởng tìm cho con một đứa khác đi. Giọng bà Yến dài ra. Tôi ứa thèm động vào chuyện của nhà cậu. Mê vợ nể vợ thì ráng mà chịu khổ. Thôi tôi ngưng đây. Càng nhún vai, anh hớp một ngụm cà phê rồi bắt đầu ăn điểm tâm. Bà Mười khích vào. Vợ con gì chồng đi suốt ngày cũng chả thèm điện thoại hỏi han, chán thật. Càng bỗng cáo lên. Làm ơn cho con ngon miệng đi. Hết mẹ giờ tới má. Chỉ khiến con muốn điên hơi thôi. Bà Mười vẫn không chịu ngừng. Mới nói một chút đã nói sùng rồi. Vậy mà đòi tính sẽ về đây ở. Chắc không dám có chuyện đó đâu. Xô ghế đứng lên, Càng cáu kỉnh. Các người thích thấy gia đình người ta tan dở lắm phải không? Đúng là độc ác. Bà Mười cau mày. Nói như vậy mà con nghe được à? Chẳng qua mọi người quan tâm đến con thôi. Không ai muốn vợ chồng con hụt hạt. Cũng không ai giúp được con giữ vững hạnh phúc gia đình khi nó đã có nguy cơ đổ vỡ rồi. Càng ấp úng. Cô xin lỗi. Bà Mười thở dài. Liệu mà về nói với nó đi. Dầu gì con cũng thua Thục Trinh rồi. Mê thì phải dạy tôi.
Càng ngượng ngùng trước câu nói trần trụi của bà Mười, không như trước đây càng hay đùa. Vợ mình thương, mình sợ. Chứ có sợ vợ của ai đâu. Anh im lặng bước ra đường, ngoắc chiếc taxi đang chạy tới. Giờ nên về nhà hay tới công ty nhỉ? Càng thở dài, xét lòng mình, anh vẫn còn yêu Thục Trinh, dù tình yêu không sâu đậm như trước đây. Nếu còn yêu, dù một chút xíu cũng phải nên vì tình yêu đó chứ. Càng yêu cầu tài xế taxi về địa chỉ nhà riêng của mình. Vào nhà, anh hỏi ngay bà giúp việc. Vợ tôi đâu? Bà Linh trả lời. Cô Trinh còn ngủ. Càng ngạc nhiên, giờ này vẫn còn ngủ à? Có bệnh gì không? Bà Linh trả lời. Gần sáng cô Trinh mới về nhà, cô uống rượu nhiều lắm nên say không biết trời đất gì, cũng như đâu có biết cậu vắng nhà đêm qua. Càng bất ngờ vì những gì vừa nghe, anh hỏi tới. Ai đưa Thục Trinh về? Bà Linh ngập ngừng. Ông nào lạ quắc hả, tôi không có biết. Ông dìu cô Trinh tới tận phòng ngủ luôn. Càng tức bừng bừng. Tệ thật, đúng là loạn cả rồi. Đã có gia đình mà còn ham chơi đến thế là cùng. Dứt lời, anh hầm hầm đi vào phòng của hai vợ chồng. Trên giường, Thục Trinh vẫn còn ngủ say. Trong chiếc áo dạ hội hai dây màu đen, trông Thục Trinh đẹp đến mức càng phải ngẩn ra nhìn. Cây nhan sắc này từng làm chết mệt bao tên si tình. Càng là người chiến thắng khi chiếm giữ trái tim nàng á hậu, anh luôn tự đắc tự mãn khi có được Thục Trinh. Nhưng càng ngày anh càng thấy chán chường. Không nói tiếng nào, càng bước ra. Anh không ân hận khi đã bỏ nhà suốt đêm qua. Trái lại, anh hối hận đã về nhà vào lúc này. Thấy bà Linh đứng sới rớ gần đó, càng nói. Tôi không ăn cơm nhà đâu nhé, chị mở cổng cho tôi. Chạy chiếc Future ra, càng phóng một mạch tới công ty. Mặt lạnh như tiền, anh nhếch môi thay vì gật đầu đáp lễ những cái chào của nhân viên.